Hàng cây này thì tập trung rất là nhiều cây mini đẹp. Đây cây tập trung không phải mini. Ở cây bên dưới thì toàn mini không. Rất là đẹp. Đây là tên của chủ nhân của cây này. Số điện thoại quên. Đây số điện thoại. Cây rất là đẹp luôn. Tiếp theo có rất là nhiều cây mini đẹp. Đây là một cây sam mini này. Sam mini thân nó có rất nhiều cái u bướu. Rất nhiều u bướu trong thân rất là đẹp. Tuy cây mini nhưng mà những cây này thường thì giá trị rất là cao. Đây cũng là một cây mini sam. Những cây nào đẹp thì đều có cái số điện thoại của khách giả. Đây là cái sam mini luôn. Cây sam bông đang có bông, một số cái bông song song phân đệ, một cây anh một cây em này, hay là mẫu tứ mẹ con. Đây là một cây sam mini nữa. Bộ đớ rất là đẹp luôn. Tuy là cây mini nhưng mà cây này thì cái hình dáng nó thì trước cái tuổi đời khá là lâu. Rất là lâu năm. Dãy này chủ yếu là sam, còn sam mini
trước mặt này chối nắng, quay có một số cái quay nó không đủ ánh sáng. Go, 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 go